Xin chào mọi người đang xem live của ekip bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn ạ. Hiện tại thì em đang có mặt trong phòng phẫu thuật và bác Văn cùng ekip vừa mới hoàn thành xong một ca phẫu thuật mật cho chị khách hàng. Thì chị khách này tìm tới bác với vòng 1 nó khá là rũ nhẹ nha mọi người. Khách có sinh hai bé rồi và sau khi sinh hai bé thì cái mô ngực hai bên của khách nó teo lép đi rất là nhiều luôn. Và khách hàng cảm thấy rất là tự ti vào vòng 1 của mình. Khách có chia sẻ là khách không có dám đi mặc đồ hở để đi đâu chơi luôn mọi người, tại vì cái vòng một quá là lép đi. Thì em sẽ chia sẻ cho mọi người xem hình ảnh của khách hàng trước khi làm ạ. Đây chị khách, hình ảnh của khách trước khi làm như hình đây mọi người ha. Mọi người có thể thấy nè, vòng một hai bên mà sau khi sinh hai bé nó vẫn để lại cái vết nó rạn da, tại vì khi mà có bé vòng một của mình nó rất là căng tròn, nhưng mà sau khi mà cho bé ti sữa xong thì đa số chị em phụ nữ sẽ gặp cái tình trạng teo lép mô tuyến và sẽ xảy ra tình trạng giống như chị Nguyên này. Và đây, khách hàng mong muốn là cải thiện lại cái khe này nha mọi người, tại vì hiện tại cái khe của khách này gần như là cái bàn tay luôn á mọi người. Vòng một hai bên cũng rất là nhỏ và nó hơi hướng đẩy ra bên ngoài tí xíu nha mọi người, mô tuyến cũng hơi sẽ nhẹ nữa. Và bác Văn có tư vấn cho khách hàng sử dụng sao túi 340 đây ạ. Thành quả sau 60 phút mà bác Văn vừa mới hoàn thành xong ha mọi người. Chị em nào mà mình đang quan tâm dịch vụ nâng ngực, mọi người có thể liên hệ ngay cho bác Văn thông qua số hotline em để ở đây, thì bác sẽ tư vấn thăm khám, hoặc là mọi người có thể tới trực tiếp tại bệnh viện thì sẽ gặp trực tiếp bác Văn để tư vấn và thăm khám nha mọi người. Vòng một em đang like cho mọi người có thể thấy ha, hai bên vòng một căng tròn nè, sexy nè, rất là cân đối nha. Chị khách này thì chọn đi đường nửa quần, tại vì cái vòng một như mọi người đã thấy thì nó cũng có hơi sợ nhẹ tí xíu. Đi đường này để bác kéo cái đầu ti lên tí tí cho nó trông thẩm mỹ hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem live của ekip bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn hôm nay ạ.